Ok, hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bụi Vlog. Rồi, hôm nay là cuộc chiến, siêu đại chiến giữa hai đầu bếp. Đầu bếp Dương với biệt danh là Dương Béo. Và đầu bếp thứ hai là đầu bếp Lâm với biệt danh là anh Lâm Chín Ngón. Giám khảo trong cuộc đại chiến ngày hôm nay là Nhật với biệt danh là anh Nhật Hơi Nhăn. Và món để đại chiến hôm nay là bạch tuộc. Thì không biết là hai đầu bếp hôm nay là sẽ chế biến món gì. Thì đầu bếp Dương hôm nay là làm món gì? Hôm nay mình sẽ làm bạch tuộc bắp ruộng nha các bạn. Ok, còn anh Lâm? Hôm nay là mình làm bạch tuộc bay qua lửa. Quá rồi. Và phần thưởng hôm nay là 200k nha mọi người. Ai là người thắng cuộc sẽ giao cho giám khảo. Lát giám khảo là sẽ trao cho mọi người. Còn một cái nút lóc giám khảo này. Rồi, ok, bắt đầu. Mọi người đi thực hiện. Bây giờ là mình sẽ ướp trước. Rồi, phần này của anh Lâm là mực bay qua lửa. Anh Lâm, đây là mực bay qua lửa à? Đúng rồi. Anh gia vị có gì anh sẽ nói cho mọi người để mọi người khán giả rồi biết nhé. Rồi, ok, đây là sa tế. Sa tế là món chính. Ngoài sa tế ra còn gì không anh? Bỏ một chút bột ngọt. Một nêm. Cho một chút một cái hành đỏ thất nè, chắc trực tiếp luôn, chuyên nghiệp nó khác rồi. Ok, món này thì gì, nó rất chi là đơn giản và rất chi là ngon của các bạn. Cái này mình ướp bao nhiêu lâu hay là sao anh? Vâng, ướp cỡ 15 phút cho nó thấm. Hay sạch tế anh không? Thì đầu bếp nấu giám khảo. Thì mày này quá chứ. Giám khảo mày kiến. Bây giờ để mình trộn cho đều và để cho nó thấm. Chỉ vậy thôi hả? Không rồi, chỉ có là gia vị, chỉ có là sa tế và tí bột ngọt thôi hả? Ừ, bỏ thêm và tí hành. Muối nữa. À, tí muối. Muối như vậy. Tại vì là tục này nó tươi. Rồi, chờ công đoạn đi làm rau là để chập mình nướng bột tục, mình kẹp với cà với lại dưa leo nghe mấy bạn, với salad nha. Ok, thì mình đi làm rau. Ok, Dương em đang làm món của em là như thế nào? Bây giờ là mình đi hấp bạch tuộc nữa ạ. Hấp thì bỏ miếng gừng, miếng bột ngọt. Lấy đường. Chỉ vậy thôi hả? Bây giờ. Bây giờ đi ra làm rau các bạn.
giờ là ấy lần hai hả? Có thêm gia vị gì vào nữa không? Quát sơ một ít. Có chừng cháy là thua cục đó Lâm nha. Dạ, đầu bếp chuyên nghiệp mà hay vậy. Anh biết giám khảo hôm nay là anh giám khảo nhực nhăn mà nói rồi. Khó lắm. Cái gì mà không vừa lòng là anh giám khảo nhăn là anh bị trừ điểm. Quá thơm mình giống phụ này. Tuyệt vời. Bây giờ cái này sao nữa chưa? Này gì chưa chín chưa? Xíu xíu nữa hả? Thì là khá hình thức. Trong đoạn đề co của bếp dừa. Có bạn ăn mực là phải ngò nghe. Sao Lâm, anh Lâm nói lại coi đó. Mực là phải có dùng cái rau ngò đấy mới hợp lý nghe mấy bạn. À người ta nói là mực ngò đó hả? Nó mới hợp lý được. Còn Dương đang làm tới công đoạn bếp đầu, bếp Dương đang làm tới công đoạn gì đây? Sơ chế hành. Đây là dùng để làm gỏi hả? Nếu mà con gỏi nó thì nguyên liệu nó gồm những gì? Chỉ có hành với rau thơm thôi. Hành với rau thơm thôi hả? Nghĩa là hành này phải bỏ vào đá, sắt ra phải bỏ vào ngâm vào đá cho nó mới giòn được. Đây là lò mà nước chấm thần thánh nghe các bạn, để chấm mực bay qua lửa nghe. Trước tiên là mình bỏ cỡ 4 trái ớt. Con ớt đỏ cho nó đẹp nghe mấy bạn. Một muỗng muối nghe. Rồi. Mình thêm 2 muỗng đường. Và một ít bột ngọt nữa. Bột ngọt nhiều là nó lợi lắm các bạn ơi. Bột ngọt nhiều là không tốt lắm. Cái nước chấm này ăn được tất cả loại hải sản hay sao? Chính xác. Rồi, cái này là mình đâm đều ra, đâm cho nhuyễn ra. Okay. Mình giả xong là mình đãi vô nửa trái chanh nghe. Cho mình giả nhuyễn hỗn hợp đó hả? Là nó ra một nước chấm rất chi là ok ngay mấy bạn. Rất chi là ngon và tuyệt vời. Vậy là xong chưa anh? Vậy là ngon rồi đó. Xong vậy là ăn được rồi hả? Ok. Là hết rồi phải không? Ok. Khi nào mọi người có nhu cầu học cái công thức này thì sẽ nói anh Lâm Idol. Đầu bếp anh Lâm sẽ hướng dẫn mọi người. Cái này muốn làm chiến cấu. Vậy là mực là sắc ra hả? Đúng rồi. Sắc ra rồi gia vị rồi trộn thôi. Cái thằng nén trước rửa mực có mặn không? Cần nè. Gia vị cho nó nấy. Thì mình nấu ăn không nấy rồi bà. Nay chứ không nấy mình. Vậy nó mới chắc. Chắc. Nó lỡ mình bị Covid nhưng mà mất thì chót rồi. Đầu bếp này mới chắc. Cố luôn giới thiệu luôn đó, chị em thích. Đầu bếp vẫn còn yến nha các bạn. Dạ, hiện tại là đầu bếp này là chưa có ai. Không chơi cậu đó nha các bạn. Bình thường đầu bếp phải la lớn lắm mà vô nấu lên quay phim đầu bếp nó nhỏ quá. Nắng quá. Nắng quá. Không một cái gia đình luôn. Đừng để cho rớt mồ hôi vô là nhúng khổ ăn ngay mẹ á. Chứ đầu bếp mà nấu thì đầu bếp phải tự lường trước gia vị rồi lường trước đồ vị như thế nào nữa chứ. Cảm thấy ngon là mới bưng lên để thi thách đấu với lại vua đầu bếp. Lâm Chín Ngón. Lâm Chín Ngón là được là chắc cú. Lâm chắc chưa? Dạ. Lâm chắc là phần thắng thuộc về anh Lâm chứ. Rồi, 200 ca nên là anh phải nhận chứ đeo đâu khỏi. Trọng nha bạn. Tủa ớt cư tức. Dạ ớt tỏi cay sao mà hít vậy đồ bếp. Cay quá. Cay quá. Cay quá, cay quá bị giám khảo trừ điểm á nha. Canh cái vị của giám khảo như thế nào? Nếu mà muốn dành phần thưởng 200k rồi. Nhắc lại là giống khổ hôm nay nó khó tính. Bỏ thêm gì nữa vào đó? Muối, xin muối.
mì chính. Mì chính không gọi là bột ngọt đó mọi người. Tùy theo vùng miền. Bỏ mì chính thôi để giống củ mất cái nhớ này. Giám khảo hơi lộn đầu bếp hơi liếc đó nghe. Hơi liếc giám khảo đó. Làm tháng đặt này là cũng khó bổ tồn tính một. Đối thủ mà ý kiến quá. Lọ. Chọn đơn giản thôi các bạn. Không cần phải cao cây. Mực này là bạch tuộc tươi sống luôn nha mọi người. Chưa qua đá, chưa qua nước đá. Rau vô nè. Rau thơm. Vậy là xong chưa? Chưa. Còn là một xí tiêu, một xí hôm nay tiêu đây. Mực bi nó có ngò không chứ, mực bi nhanh là có ngò nhiều lắm. Ngò có mày đầy. À mực nào cũng phải bỏ ngò đúng không? Đây là mực nào cũng phải bỏ ngò. Lâm là em mực có ngò. À mình rưới kiểu như á thằng ấy chứ. Đấy. Làm như đồ bếp nước ngoài rồi. Nói nè. Làm giả rất nhiều mà hơn. Dường bên này giờ chín rồi. Anh vuông mất cái gì trái đen. Ờ cái chủ quan là mực nó cháy chứ mà nè. Ông là mất cái phần nào đi. Mình như vậy là tôi cũng tổng mẫu rồi nha bạn. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Công đoạn là bao nhiêu phần trăm rồi? Công đoạn rồi, dĩa nữa là xong á. Phải trang trí nữa mà, phải trang trí cho đẹp, ăn thua một điểm trang trí nữa chứ. Điểm trí có điểm trang trí nữa chứ. Tỉa hoa, tỉa ớt, mình chỉ nên làm cái kỹ. Xong chưa, tiêu nó to rồi, xong chưa? Xong hết rồi. Ok, tạo mẫu. Mẫu có làm xong chưa? Bây giờ cũng chờ xíu nữa cho nó khô. Khô nữa hả? Ừ, cho nó khô okay. Mực cho nó ngon. Còn hơi ướt xíu. Quá tuyệt vời ngay bạn. Nó vàng lên và nó rất chi là ngon nghe mấy bạn. Nó thơm lắm á. Camera cũng nghe thơm rồi mọi người ạ. Mực này, mực nó chưa qua đá ngay bạn. Nướng nó rất chi là giòn và thơm. Camera cũng đã nghe mùi thơm rồi. Cái món của anh Lâm là chính này là xong chưa? Công đoạn gì nữa không? Hay là chỉ vậy chứ ra là sắc lên là bỏ vô để trang trí là okay. Những cái món mà mình ăn sở thích của mình là rất chi là ngon. Okay. Rồi ok. Rồi hai đầu bếp đã lên món nha mọi người, hai đầu bếp đã xong món. Đây là món của anh đầu bếp anh Lâm chín ngón. Và đây là món của đầu bếp Dương Béo. Bây giờ là ai sẽ là người cho giám khảo ăn trước? Và hôm nay là có thêm được một giám khảo là gần nhà để qua để cho nó mang tính công bằng cho một người giám khảo thì sợ hai đầu bếp sợ là ganh tị. Đó là không công bằng. Thôi đầu tiên là mình thử món của anh Lâm trước đi. Rồi, anh Lâm giới thiệu sơ về món anh Lâm như thế nào nè. Món này là món mực bay qua lửa. Rất chi là hấp dẫn và tuyệt vời ngay với các bạn. Thôi mời hai giám khảo thử. Gấp cho giám khảo rồi chứ. Đầu tiên là về cái mình đánh gió cái trang trí là Lâm là cái phần là nhỉnh hơn rồi. Okay. Lâm chọn cái phần ngon nhất để anh anh cảm thấy cái phần nào ngon nhất anh mời hai giám khảo trước. Mực thì chỉ có là cái rau là tuyệt vời nhất nghe các bạn. Và chấm một chấm thần thánh này. Quá tuyệt vời. Mời anh giám khảo. Và kẹp thêm một lát cà với lát dưa vô nghe các bạn. Cái này là để giống khổ em. Quay. Mời anh em nghe. Rất kì là giòn đúng không? Ngọt.
Vâng, sắc tươi và ngọt nha các bạn. Từ để ăn xong rồi mới cảm nhận. Ăn xong rồi mới cảm nhận được như thế nào. Thái giống phụ ăn cái miệng rất là tôi thấy tôi mừng rồi đó. Em thích lúc dưa các bạn. Chấm cảo cứ ăn nhiệt tình vô, ăn mà nó mới khi nào mà đánh giá được rồi mới ngưng ăn. Đâu. Ngày ăn hai ba miếng kìa mới có. Trời, tụi trồng vậy ăn hết cái dĩa đó luôn đó. Đã. Quá tuyệt vời không? Chưa, xí nữa. Xí nữa. Lóc tiền nhé. Thử một miếng nữa nghe các bạn. Nè, tôi thấy nắng ruột luôn. Camera cũng nóng ruột đây cầm ra chứ. Không. Lại cứ thử, em gọi cho giám khảo cứ thử rồi đánh giá sao? Cứ thử cho hết rồi đánh giá sao? Ăn cho hết hai món rồi đánh giá. Bật này là phải cày miếng ngò mới ngon nghe bạn. Quay. Tập trong. Mật mà không đi đâu với ngò là không ngon đâu. Thì đầu bếp nấu, đầu bếp về chỉ hướng dẫn cách ăn như ai biết đường không? Rồi mất quá. Ông mời. Nước chứ là uống nước rồi phải đổi món này trước khi mà ăn món thứ hai. Ăn món thứ hai là phải đổi uống nước rồi để thay đổi khẩu vị. Không là tiên là như nữa. Chưa vô tặng na luôn. Đó. Em nấu miếng nước để mình đổi vị để sau mình đánh giá sau nha, đánh giá sau nha. Xong chưa? Đây là xong món của anh Lâm rồi, tới món của đầu bếp Dương. Giới thiệu một món sơ lược lại một tí cho mọi người xem. Mực bắp gỗ nha các bạn. Bây giờ mời hai em khổ này để mình sẽ là người cắt ăn luôn nha, rồi giống như đi lược. Mình phải lựa. Mình lựa miếng nào ngon cho giám khảo chứ, rõ ràng. Giám khảo ăn mà phải ngon nhất chứ. Đây một cũng mực. Cái hành tây này. Món này có thêm ngò không? Có chứ, ngò đấy. Ngò. À đây. Chu đốt quá. Thì tao nè. Ngập mồm, em phải ngập mồm chứ. Cái này có thể cần thêm nước chấm gì không? Hay là chỉ ăn vậy là vừa đủ gia vị rồi? Vừa đủ. Ok. Mình uống thêm miếng nước nữa cho nó tàu cái bóng cổ. Rồi, cảm ơn anh đầu bếp nha. Chờ xíu. Rồi, mời anh em. Hơi to á. Nó ngập mồm. Đừ luôn. Ngập mồm. Đầu bếp lóc vô tới miệng luôn. Chứ không đừ. Từ cái cảm nhận nha, cái cảm nhận. Xin ngò nó nghe các bạn. Ngò nó hơi dạ. Xin ngò nghe nè. Xin mời. Đây là tôi nghe các bạn. Bây giờ có cái quả à? Cần thử mấy nữa không? Cần thử mấy nữa trước khi đánh giá không? Cứ tự nhiên. Không cần. Mọi người bắt đầu quyết định nha, em khảo bắt đầu quyết định nha. To không cũng lắm. Hộp chứ à, mình ra mình hộp chứ. Bỏ phiếu à, hộp phiếu. Lâm. Thử món em đi. Đấy. Ai là bếp thử qua lại à? Thử qua lại mất công để lát nữa. Thôi để giám khảo đánh giá nữa. Thử bình thường mà. Giám khảo đánh giá nữa. Nào cho giám khảo có được kết quả chưa? Cái quả ăn cho ngon. Cái tiên là nhận xét món mè của anh Lâm này. Là vật tục là ngọt. Mình chưa cay lắm. Và có hơi mặn một tí. Đó, thua rồi. Còn món của Dương thì vừa vị, đều, ngọt. Ok. Giám khảo cho mấy điểm? Đến học nhận xét luôn này rồi cho kết quả. Để chờ giống khổ tôi lên nữa nè. Tươi. Tục. Tươi, ngon. Kèm này nước chấm là có vị cay nữa là rất tuyệt vời. Món nào món này đúng không? Món này. Ok. Còn món trầu của anh Dương là ngọt. Chấm vị, vị không vị, cần chấm chiếc hết. Vị giờ, và vị rồi. Cay cũng mạnh. Và rất ok. Thấm nhất thì. Thấm nhất. Món này
Hôm nhất là món của anh Dương là sẽ chuẩn bị được giá ngày hôm nay. Ok, chúc mừng là bếp Dương. Để cúp năm bùng đó bỏ đi nó không đâu. Từ từ đợi chứ. Rồi. Giám khảo trao phần thưởng đi chứ. Rồi sau đây là mình sẽ trao phần thưởng cho là bếp Dương nè. Mình Dương lên đây à? đã. Có mà. Hai trong con ngày hôm nay là thuộc về là bếp Dương, hoàn toàn xứng đáng nha các bạn. Ok rồi. Đúng là đầu bếp chuyên nghiệp đó, khó không? Người ta làm ngon hơn mình. Mình bó chưa chuyên nghiệp lắm. Anh mà cảm thấy anh tự hào, anh buồn chứ anh. Anh phải không, mình rút ra mình rút kinh nghiệm chứ. Mình rút kinh nghiệm để lần sau anh sẽ chiến thắng. Vậy hơi đậm. Hơi đậm. Cái món của anh Lâm là hơi mặn một tí. Anh thử món của Lâm. Là miếng dưa lê vừa. Món Dương rất là đầy vị luôn. Dương là cà chấn vị á. Món Lâm làm chắc làm hơi cay hả? Nhưng mà về phần trong tí là anh Lâm là hơn các bạn. Trong tí là anh Lâm là đáng mát hơn. Thử mà. Mùi chấm nào? Là mùi bánh tráng hả? Vừa ngon. Món anh Dương là không cần chấm gì hết. Vừa vị luôn. Vừa vị. Ngon. Okay. Anh em xin kết thúc video ở đây. Thì nếu mọi người thấy video này hay thì cho anh em một like và một đăng ký. Và nếu mà anh em có góp ý gì thì comment ở dưới để cho anh em sửa đổi và có những video đẹp hơn và nội dung nó hấp dẫn hơn để ủng hộ anh em tiếp tục thực hiện cái series đại chiến ẩm thực kia các bạn.